Chào các bạn thân mến, chuẩn bị sẵn sàng chưa các bạn? Chúng ta bắt đầu với bài tập ngày hôm nay nha. Nguyễn Hiếu chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Trước khi mà tập luyện thì chúng ta nhớ là uống nước đầy đủ để cho cơ thể chúng ta được tuần hoàn máu được tốt hơn nha. Rồi, các bạn chuẩn bị trải thảm này, chuẩn bị những cái viên gạch tập để lát nữa chúng ta sẽ có thể sẽ sử dụng đến khăn để thấm mồ hôi. Rồi, chúng ta bắt đầu với bài tập ngày hôm nay nào. Còn bạn nào chưa chia sẻ thì giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ và chia sẻ ngay cái live stream này. Chúng ta bắt đầu nha. Hãy nở một nụ cười thật tươi. Rồi ạ, rất nhiều gương mặt rất là đang rạng rỡ, đúng rồi. Các bạn có thấy rằng là mình cười thì sẽ trẻ hơn và khỏe hơn đúng không nào? Rồi, bây giờ thì điều chỉnh tư thế ngồi, giữ cho lưng thẳng. Mông của chúng ta đảm bảo chạm sát xuống dưới sàn. Hai tay để trên đầu gối, lưng giữ thẳng. Chúng ta nhắm mắt lại, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi thiền thư giãn tĩnh tâm cùng Nguyễn Hiếu vài phút nhé. Hít sâu. Thở chậm. Hít vào. Thở ra. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào. Để thể xác và tâm hồn của bạn được thư giãn và thở ra. Thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Để cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Hãy hít vào. Thở ra. Bạn chắp tay trước ngực. Sau đó hít vào. Vươn hai tay lên. Bạn đan tay lại này. Lật ngược lòng bàn tay. Kéo giãn duỗi cho từng đốt sống của bạn. Duỗi mở cho từng đốt sống nào. Đúng rồi. Hít thở đều nào. Hít vào. Và thở ra, cảm nhận từng đốt sống của bạn đang giãn mở và hít sâu. Thở, hạ tay xuống, thả lỏng tay, cúi gập cầm, kéo thật giãn sâu cho vùng cổ gáy của bạn. Rồi, từ từ hít vào thật sâu. Nâng đầu của bạn lên, chúng ta làm ấm cho cái vùng lườn eo hai bên, trượt nhẹ cơ thể qua bên phải nha. Rồi, bây giờ vươn tay trái lên. Mắt nhìn theo tay, giữ ở đây, nhấn chặt mông đùi xuống. Chúng ta không cần mông như này nhé. Ấn ép xuống, hít thở đều. 5, 4, hít thở đều là hít thở bình thường đó bạn. 3, 2, 1, tốt rồi. Bây giờ hít vào. Nâng cơ thể lên, thở ra. Nghiêng trượt qua bên trái. Thế, bây giờ cánh tay phải thẳng sát tai, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều, hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục hít vào. Nâng cơ thể lên, thở ra, nghiêng qua bên phải. Hạ khuỷu tay xuống nào bạn. Thế, cánh tay trái thẳng sát tai, giữ ở đây, hít thở đều. Rồi, bạn nào mà cánh tay khuỷu tay hạ xuống khó khăn, có thể nâng lên nhá. Thế, giữ hít thở đều, hít sâu. Thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Nâng cơ thể lên, thở ra, chậm rãi,
nghiêng khuỷu tay qua bên trái, cánh tay phải sát tai. Giữ ở đây, hít thở đều. Hướng mắt nhìn lên, cánh tay duỗi thẳng, hít sâu. Thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Nâng vươn tay lên và thở ra. Hạ tay xuống, cúi gập cằm xuống. Thả lỏng lưng vai của bạn. Rồi bây giờ mời bạn duỗi hai chân về phía trước. Rung lắc nhẹ, làm mềm cho cái cổ chân cũng như là thả lỏng cho bắp chân của bạn. Rồi kéo cái mông ra sau. Kéo hai mông ra sau, được chưa ạ? Dựng cái bàn chân của bạn lên. Thế, dựng lên thế này nhá. Rồi, hai tay đặt trên đầu gối. Đúng rồi. Nếu nhìn thấy một số bạn đã điều chỉnh tư thế ngồi rất là đẹp. Chú ý hướng dẫn cụ thể của Nguyễn Hiếu nhá. Hít vào. Vươn hai tay lên này. Đúng rồi. Thư giãn khuôn mặt đi. Thư giãn khuôn mặt nè. Rồi, từ từ thở ra. Gập cơ thể xuống, gập xuống. Ép sâu này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ bạn giữ ở đây. Cánh tay duỗi thẳng. Cảm nhận cái lưng của bạn nó được vươn dài, vươn dài. 5, 4, ép chặt chân xuống nha. 3, 2, 1, từ từ hít vào. Vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, cúi đầu xuống, thả lỏng đầu cổ, thả lỏng vai. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay của bạn lên. Thế rồi, bây giờ vặn qua bên phải. Rồi, cánh tay trái nắm vào mắt cá chân của bên phải. Bạn vươn tay phải lên, hướng mắt nhìn theo tay. Hít thở đều, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào. Vươn tay lên, duỗi thẳng căng lưng của bạn. Thế, đúng rồi, thở ra. Vặn qua bên trái, tay phải nắm vào mắt cá chân nhé. Với tay trái lên, mắt nhìn theo tay, hít thở đều. Hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, gập cơ thể về phía trước. Với hai tay nắm lấy bàn chân, tới chưa? Bạn hãy nhướn cái ngực của bạn về phía trước nhé. Nhướn ngực về phía trước, đúng rồi. Giữ hít thở đều. Lắc nhẹ cái chân sang hai bên để làm mềm, cảm nhận là cái gân khoeo chân và cái gân bắp đùi sau của chúng ta cũng được giãn mềm hơn, đúng không? Hít vào, thở ra, nhướn ngực cao lên, nâng cằm, rồi từ từ hít vào một hơi thật sâu, vươn hai tay lên. Thế, và thở ra, chúng ta vặn qua bên phải. Đó, vặn xoắn thì nó sẽ rất là tốt cho gan và thận. Thì cánh tay phải của chúng ta lúc này nhá, vòng qua lưng này, rồi nắm lấy bắp đùi của bên trái, xoay mặt nhìn ra sau, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, gập người về phía trước, rồi hai tay nắm lấy bàn chân, lại lắc nhẹ sang hai bên. Cảm giác cái bài tập ngày hôm nay rất là dễ chịu, đúng không ạ? Rất là dễ tập. Rồi, hít thở đều nhá. 10, 9, 8, ép sâu hơn một chút nữa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, vươn hai tay lên. Vươn hai tay lên, đẩy căng ngực, thở ra, vặn qua bên trái. Thì cánh tay trái này, bạn vòng qua lưng, nắm lấy bắp đùi của bên phải, tới chưa nào? Rồi, cố lên, mở, đẩy cái ngực của bạn lên thì là tay của bạn mới nắm được cái bắp đùi dễ hơn. Đúng không ạ? Rồi, rất tốt. Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Xoay qua bên trái, giữ hít thở đều. Hít sâu và thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Vươn hai tay lên. Thở ra. Một lần nữa, gập dài người về phía trước. Thật dài và thật xa, giữ ở đây, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào, vươn hai tay của bạn lên.
Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng cúi gập cằm xuống, kéo giãn lưng vai. Rồi, thả lỏng cơ thể, nhấc đầu, rung rinh, thư giãn cho hai chân của bạn nhé. Thế, đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta xoay người trở về tư thế chuẩn bị của con mèo nào. Duỗi cái mũi chân. Được chưa ạ? Chống bàn tay, mở rộng các ngón tay khi chống xuống bạn nha. Rồi, chúng ta tiếp tục làm ấm cho cái cột sống của chúng ta bằng 5 nhịp bò mèo. Hít sâu, võng lưng, nhướn ngực, nâng cằm lên. Thở, gù cao lưng, cúi đầu xuống, lùi nhẹ mông ra sau, hít vào. Rồi, trườn nhẹ về phía trước, nhướn ngực, nâng cằm. Thở, gù cao lưng vai, lùi mông ra sau, kéo giãn cho bắp vai, hít sâu. Nhướn ngực, nâng cằm lên. Thở, gù cao lưng vai, cúi đầu xuống, lùi mông ra sau, bốn, hít vào. Nhướn ngực, nâng cằm lên. Thở, gù cao lưng vai lên nào. Nhịp cuối, hít sâu. Nhướn ngực, nâng cằm. Thở, gù cao lưng vai, cúi đầu xuống. Rồi bây giờ hít vào. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu, được chưa? Thế, giữ ở đây nhé. Sau đó bạn mở cái chân phải của bạn sang ngang đi, mở chân phải sang ngang. Được chưa ạ? Rồi, mũi chân chúng ta check một góc 45 độ. Từ từ hít sâu. Thở ra. Bạn hạ khuỷu tay xuống. Nhướn cái ngực của bạn lên và giữ ở đây một chút, cảm nhận cái gân khoeo, cái phần gân ở cái bắp đùi sau của chúng ta sát với cả phần khớp háng đang được giãn mạnh đúng không? Hít sâu, đẩy cao vai, chúng ta không sụi vai này nha, đẩy cao vai lên. 5 4 3 2 1, tốt rồi, bây giờ hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm, từ từ chống tay, nâng cơ thể, hít vào. Nhướn ngực của bạn lên, thở luồn tay trái qua bên phải, hạ vai, hạ đầu xuống, được chưa nào? Vươn tay phải lên, hít vào, thở, vòng ra sau, nắm lấy đùi của bên trái. Tới không ạ? Đấy, chúng ta giữ ở đây nha. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay xuống. Rồi, nâng cơ thể lên, trở về vị trí ban đầu, hít sâu. Thở, thu chân lại. Rồi bây giờ chúng ta đổi bên. Mời bạn duỗi chân của bên trái. Check cái mũi chân 45 độ, gót chân ngang với đầu gối. Từ từ hít vào. Thở ra, hạ khuỷu tay xuống. Hạ khuỷu tay thì cái mông của bạn cảm giác nó được hất lên cao nhé. Giữ ở đây, hít thở đều, hít sâu. Thở chậm. 5 4 3 2 1, từ từ hít vào. Nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn luồn tay phải qua bên trái. Rồi, hạ vai, hạ đầu xuống, vươn cánh tay trái lên, vòng qua lưng nắm vào phần đùi của bên phải. Rồi bạn giữ ở đây, hít thở đều, hít sâu. Thở chậm. 5 4 3 2 1, từ từ hít vào. Thoát tay trái, chống và nâng cơ thể lên. Thở ra, bạn thu chân lại về vị trí ban đầu. Rồi lùi mông của bạn ra sau, chống mũi chân nhé. Lùi mông ra sau này, hít vào. Thở ra, trườn người về phía trước, bạn hạ ngực xuống. Rồi bây giờ duỗi mũi chân, hạ bụng, xoay cái vai, bật ngực của bạn lên. Nâng cằm và giữ ở đây, hít thở đều. 10, cố lên nào cả lớp. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít sâu. Thở ra, chống mũi chân, tì đầu gối, lùi mông ra sau. Thế, đẩy mông lên. Nhón gót chân đi bộ làm mềm mại cho gân và dây chằng ở chân của bạn. Ép sâu vai xuống. Ép vai và hất mông cao lên nha bạn. Hít thở đều nào. Đúng rồi. Đúng rồi.
Nhón gót chân, rồi sau đó ép gót chân, hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Từ từ hít vào. Kiễng gót chân cao, cuộn người về phía trước. Co bước chân phải lên cạnh với bàn tay của bên phải. Được chưa ạ? Rồi từ từ tay trái của bạn giữ ở đây nhé. Hít vào. Vươn tay phải lên. Vươn cao tay phải lên. Mắt nhìn theo tay, mông đẩy lên. Giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ thở ra. Bạn hạ tay xuống, hạ đầu gối. Thế. Rồi hít vào. Nâng vươn hai tay và cơ thể lên. Vươn lên. Hít sâu. Lưng của bạn được giữ thẳng đúng không nào? Thở chậm. Hít vào. Thở. Bạn nghiêng qua bên phải. Mắt nhìn xuống. Hít về giữa. Thở. Lại nghiêng qua bên trái. Mắt nhìn xuống, ngón tay chạm sàn chưa nào? Hít về giữa. Chưa chạm thì chúng ta tập thêm một lần nữa này. Thở. Nghiêng qua bên phải. Giữ ở đây nhé. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi. Bây giờ hít vào, vươn tay lên. Thở ra, nghiêng qua bên trái. Giữ hít thở đều nào. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, vươn tay lên. Thở ra, hạ gập tay xuống vị trí ban đầu. Rồi, rút chân phải ra sau nha. Hít vào, thở ra, rút chân ra sau. Tư thế chữ V ngược. Lại ép sâu cái vai xuống. Hai chân được duỗi thẳng, căng đầu gối ấn ra sau. Thế, được chưa? Rồi, bạn thấy cơ thể mềm hơn nhiều rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục hít vào. Cuộn người về phía trước, gồng cao lưng vai của bạn lên. Để bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Được chưa ạ? Rồi, xoay tay trái từ trước ra sau. Hít. Thở. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào. Thở ra. Bạn hạ tay xuống. Rồi, hạ đầu gối của bên phải xuống. Hít sâu. Đẩy nhẹ cơ thể về phía trước. Rồi vươn hai tay, lưng giữ thẳng. Và bạn giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào. Và thở ra. Từ từ hít sâu. Thở ra. Nghiêng qua bên trái. Chạm ngón tay xuống sàn. Rồi hít về giữa. Thở nghiêng phải. Mắt nhìn xuống. Một lần nữa hít vào. Thở nghiêng qua bên trái. Hít về giữa. Thở nghiêng phải. Và hít đưa cơ thể về giữa. Thở ra. Hạ tay xuống. Chống tay xuống vị trí ban đầu. Rồi rút chân ra sau. Chữ V ngược. Hạ gót chân. Điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm, đẩy cao cái mông của bạn lên đi. Rồi giữ nha, hít vào. Và thở ra. Tốt rồi, bây giờ mời bạn bắt chéo hai chân. Đi lên phía đầu thảm. Rồi, hai bàn chân sát nhau lại, mở các cái ngón chân của bạn rộng ra. Nhấn chặt bàn chân của bạn xuống dưới sàn, hít vào. Chống các ngón tay, nhướn ngực của bạn lên, được chưa nào? Thở ra, trùng đầu gối, rồi lùi mông ra sau, chúng ta đến với tư thế cái ghế nhé. Nâng vươn hai tay của bạn lên, rồi mắt nhìn thẳng về phía trước, bám chắc các ngón chân xuống dưới sàn, hít vào. Và thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng vươn tay và cơ thể lên, thở ra. Hạ tay xuống, cúi đầu thả lỏng tay vai, thả lỏng đầu cổ, nhắm mắt lại, hít vào. Thở ra, hít sâu, thở chậm. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tư thế đứng trụ một chân nhé, giữ thăng bằng cho một chân, khép sát hai chân của bạn lại. Từ từ giữ chắc chân của bên trái, co chân phải lên, được chưa nào? Co lên, thế hai tay ôm lấy cổ chân của bạn, cổ chân hít vào, nhướn ngực lên, rồi duỗi thẳng căng chân phải, thế thôi, bạn giữ ở đây, hít thở đều, 5,
4, hai chân được duỗi thẳng. 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ chân xuống, rồi thả lỏng, chúng ta đổi bên. Chân trái hít sâu, nâng chân trái lên, ôm nắm lấy cổ chân, thở ra. Nhướn ngực, duỗi mũi chân, duỗi thẳng căng hai chân, giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào và thở ra, mắt tập trung nhìn một điểm. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ chân xuống, thả lỏng mỗi bên một lần nữa. Bây giờ giữ chắc chân của bên trái, hít vào. Nâng chân phải lên, ôm lấy cổ chân, thở ra, duỗi thẳng căng chân, giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ chân xuống vị trí ban đầu. Một lần nữa với bên chân trái, hít sâu. Rồi co chân lên, hai tay ôm lấy cổ chân, duỗi thẳng căng chân, giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt lắm, bây giờ hít vào, thở ra. Bạn hạ chân xuống, từ từ hít vào một hơi thật sâu. Vươn tay lên, vươn tay, vươn tay. Thở ra, gập cơ thể xuống, trùng nhẹ đầu gối. Rồi chống hai tay xuống, hít vào, hất cái mông cao lên, duỗi thẳng căng chân, nhướn ngực, mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, duỗi thẳng căng chân và lưng của bạn nhé. 4, 3, 2, 1, từ từ hít sâu, thở ra, trùng đầu gối. Đó, sau đó quay hai tay từ trước ra sau, vươn hai tay lên, trở về, vươn hai tay, sau đó xương cụt của chúng ta này, quay nhẹ vào trong, được chưa? Thế giữ ở đây, hít thở đều từ thế cái ghế. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào thật sâu, vươn tay lên. Thở ra, hạ tay xuống, cúi gập cằm, điều hòa hơi thở, thả lỏng tay vai, hít sâu. Thở chậm. Rồi nâng đầu của bạn lên, sau đó xoay hai vai này. Xoay hai vai ra sau, được chưa? Đan tay của bạn lại. Đan tay lại. Đan tay lại nhá. Rồi đẩy căng ngực, duỗi thẳng căng cánh tay, hít vào. Rồi trùng nhẹ đầu gối, đẩy mông của bạn ra sau, hai tay được nâng cao, được chưa? Thế rồi chúng ta giữ thăng bằng ở đây một chút, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó mới từ từ duỗi thẳng căng chân. Rồi, được chưa nào? Hít vào, thở ra, nâng cao hai tay hơn nữa. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ trùng đầu gối. Rồi thả lỏng tay vai, hít sâu. Thở ra, thả lỏng tay xuống, nhắm mắt lại bạn nha. Hít vào, thở ra, hít sâu và thở chậm. Một lần nữa, hít vào. Xoay vai của bạn ra sau, đẩy căng lồng ngực đi. Thế, đưa hai tay đan lại, duỗi thẳng căng cánh tay của bạn, hít sâu. Thở ra, trùng đầu gối này, trùng đầu gối, được chưa nào? Rồi, bây giờ đưa cái bụng sát về phía đùi của bạn đi. Lưng vẫn được duỗi thẳng, vươn cái ngực của bạn, cái cằm lên. Thế, để ngực chạm về phía đầu gối, cúi thả lỏng đầu cổ xuống, mở cái lòng bàn tay, thả rơi hai tay tự do về phía trước, hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. 5, 4, 3, 2, 1, tốt rồi, hít vào. Chúng ta lại nâng cơ thể lên, duỗi thẳng căng tay, thẳng lưng một lần nữa, giữ tiếp tục. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ hít vào thật sâu, trùng nhẹ đầu gối, cong lưng, nhấc cơ thể lên, nhắm mắt lại nha bạn. Thả lỏng tay vai, nhắm mắt, nhắm mắt. Rồi hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm.
từ từ mở mắt ra nào. Tốt lắm. Rồi, bây giờ hít vào. Vươn hai tay của bạn lên. Bạn thấy cơ thể mềm hơn rất nhiều rồi đúng không? Mở rộng hai chân sang hai bên nhé. Mở rộng hai chân sang hai bên, mép thảm, hít vào. Thở ra. Vươn gập dài người về phía trước. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ tay trái nắm khuỷu phải, tay phải nắm khuỷu trái. Chúng ta nhún nhẹ cho lưng của chúng ta nhé. Rồi, thả lỏng cho tay vai, hít vào. Thở ra, thấy tay của bạn chạm sàn chưa ạ? Hít sâu. Thở chậm. 5 4 Hít thở đều. 3 2 1 Thả lỏng từng đốt sống lưng của bạn thì sẽ thấy là chúng ta hạ xuống dễ hơn nhé. Rồi bây giờ hít vào, thoát tay của bạn ra, đặt lên vào cái lòng bàn chân, rồi luồn tay vào lòng bàn chân, hít vào, nhướn ngực, nâng cằm lên, thở ra, mở khuỷu tay sang hai bên, cúi đầu xuống, thế chân được duỗi thẳng, được chưa nào? Giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, tốt rồi, bây giờ thoát tay ra, hít vào thật sâu, chống tay về phía trước. Thở ra, từ từ úp bàn tay xuống, trùng nhẹ đầu gối, rồi mời bạn di chuyển hai chân ra sau, trở về tư thế chữ V ngược, ép cái gót chân của bạn xuống, đẩy cái mông của bạn cao lên, duỗi dài từng đốt sống, rồi hít vào thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra, từ từ hít vào. Hóp siết chặt bụng lại, kiễng gót chân cao, cuộn đẩy cơ thể về tư thế plank. Rồi, từ từ hít sâu, thở hạ đầu gối, lùi mông ra sau nha, lùi mông của bạn ra sau, trườn người về phía trước. Bạn hạ ngực này, hạ ngực được chưa? Duỗi cái mũi chân của bạn, rồi xoay cái vai, nâng cơ thể lên. Rắn hổ mang, hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít sâu, thở, lùi mông của bạn ra sau đi. Thế, lùi mông ra sau. Rồi, hạ cơ thể lên trên đùi của bạn, duỗi cái mũi chân, thả lỏng khuỷu tay, thả lỏng trán xuống, hít vào và thở ra. Vào thật sâu. Thở ra thật chậm, từ từ hít, nhấc đầu lên, cong lưng và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng, nâng thẳng cơ thể lên. Rồi bây giờ bạn hạ mông xuống, duỗi hai chân về phía trước, nhẹ nhàng nằm xuống nhá, nhẹ nhàng nằm xuống. Hai tay của bạn dang ngang, rồi bạn nâng hai chân lên, hít vào, thở ra, bạn quay vặn qua bên phải, mặt nhìn sang trái. Hít thở đều, thả lỏng vai, đảm bảo hai vai chạm sàn ở tư thế này. Hít đưa hai chân về giữa, thở ra, vặn qua bên trái, mặt nhìn sang phải, thả lỏng vai, hít sâu. Thở chậm, hít vào, thở ra, từ từ hít, bạn đưa hai chân về vị trí ban đầu, sau đó duỗi thẳng căng chân của bạn lên, thế hai tay nắm lấy bắp chân, nhấn chặt cái vùng thắt lưng xuống dưới sàn, rồi chúng ta giữ ở đây, hít thở đều, hít sâu và thở chậm, chúng ta làm sạch cho mạch máu ở chân. Và giữ như vậy 30 giây nhé. Hít vào. Thở ra. Cảm nhận toàn bộ từng đốt sống đang được dán chặt xuống dưới sàn là đúng các bạn nhé. Kiểm tra cái lưng của mình xem nào. Đúng rồi. Rồi thả mềm ra thì các nhấn chặt cái phần thắt lưng xuống để nó chỉnh xương cho bạn luôn đó. Hít sâu. Và thở chậm. 5 4 3, 2,
Một, từ từ hít vào, thở ra. Bây giờ bạn hạ chân xuống, mở rộng hai chân sang hai bên. Thế rồi thả lỏng hai tay xuôi theo thân, thả lỏng các khớp, các cơ, thả lỏng từng đốt sống, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày. Sau đó bạn xoay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm, nhắm mắt lại, hít sâu, thở chậm. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn, thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể, đưa tâm trí trở về với cơ thể. Nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, đưa đầu về trung tâm. Bạn khép chân lại nào, hít vào, vươn hai tay qua đầu, duỗi thật dài cho cơ thể. Rồi bây giờ nghiêng mình sang bên phải, cho tim nghỉ ngơi, tĩnh lặng vài nhịp thở nha. Sau đó mời bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Bạn cảm thấy thế nào? Sau khi tập xong thì cơ thể của chúng ta rất là nhẹ nhõm, sảng khoái và tươi trẻ hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Nguyễn Hiếu chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay. Và Nguyễn Hiếu có nhìn thấy một số bình luận câu hỏi của các cô rằng là năm nay cô lớn tuổi rồi, trên 50 tuổi rồi thì có phù hợp với chương trình này không?
Thì Nguyễn Hiếu xin được giải đáp với các cô và các chị rằng là cái chương trình này là cái chương trình tập trị liệu và làm đẹp cũng như là đẩy lùi bệnh tật cho chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta có lớn tuổi thì cũng hoàn toàn phù hợp với chương trình này và có thể tham gia luyện tập đồng hành đều đặn cùng Nguyễn Hiếu mỗi sáng được ạ. Và khi luyện tập thì các chị và các cô lưu ý chúng ta luôn luôn luyện tập theo khả năng của mình, động tác nào khó quá thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua. Và tập mệt ở đâu thì chúng ta thư giãn ở đấy. Sau khi thư giãn xong, tỉnh táo xong rồi thì chúng ta lại tiếp tục ngồi dậy tập tiếp. Được không ạ? Thì chỉ sau 1-2 tháng như vậy, sức khỏe và thể lực của chúng ta tăng lên rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tập các cái động tác trọn vẹn hết bài của cô giáo sẽ dễ dàng hơn. Được không ạ? Rồi, các chị giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ ngay cái bài tập này và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng tham gia luyện tập chương trình mỗi sáng cùng Nguyễn Hiếu nhé. Cảm ơn các bạn. Nguyễn Hiếu xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập tiếp theo. Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.